Xin chào các em, chào mừng các em đến với khóa học uh, ôn luyện tiếng Anh lớp 10 uh, Thầy là Nguyễn Trung Nguyên, thầy sẽ phụ trách các em trong uh, toàn bộ bài giảng chương trình học của chúng ta trong khóa học này Khóa học này của chúng ta thì sẽ kéo dài trong vòng 37 học từng 30 video Trong 30 video này thì thầy sẽ ôn luyện các kiến thức cơ bản trong chương trình lớp 10 cho các em Thứ hai là chúng ta sẽ học và tiếp cận các chuyên đề ngữ pháp quan trọng để chúng ta uh, xóa bỏ mất gốc tiếng Anh Thầy nói như vậy thôi, để chúng ta hiểu rõ hơn Ờm... Um, thầy sẽ dạy các bạn tất cả các chuyên đề uh, ngữ pháp quan trọng là đại từ tính từ danh từ động từ trạng từ À, các loại đến các loại câu như câu đơn câu ghép hay là câu phức trong tiếng anh thì chúng ta sẽ học và tiếp cận các chủ đề ngữ pháp quan trọng này đây là phần mở rộng các okay, em nhá còn phần ôn luyện các kiến thức ngữ bản trong chương trình lớp 10 thì thầy sẽ bám sát vào chương trình sách giáo khoa của chúng ta và chúng ta sẽ ôn tập lại uh, nâng cao và phát triển nhiều hơn về phần từ vựng phát triển nhiều hơn về ngữ pháp và phát triển nhiều hơn về mặt uh, phát âm nữa uh, tiếp theo là chúng ta sẽ thực hành giao tiếp tiếng anh thực tế đây là một cái điểm mà thầy cho rằng nó khá là thú vị đối với các em khi các em học tiếng Anh thì các em đều không biết rằng mình học để làm gì thì trong khóa học này thì thầy sẽ thêm vào một phần đó là phần daily conversation đó là giao tiếp hàng ngày của chúng ta thầy sẽ hướng dẫn các em những cái tình huống giao tiếp mà chúng ta hay gặp và cách sử dụng và cách nói và cách uh, hồi đáp lại những cái tình huống giao tiếp mà nếu chúng ta gặp người nước ngoài thì chúng ta sẽ không bỡ ngỡ nữa và tất nhiên rồi chúng ta sẽ ôn luyện các dạng bài tập để phát triển toàn diện kỹ năng tiếng anh của chúng ta bài tập này thì thầy sẽ hướng các em đến những cái kỹ năng là nghe nói đọc và kỹ năng viết tức là toàn diện các kỹ năng toàn diện của chúng ta nhằm mục đích của khóa này đó là gì khóa này thì thầy nhằm mục đích của chúng ta đầu tiên là hãy đạt điểm cao trong các kỳ thi ở trên lớp à, tuy nhiên mục đích sâu ra hơn và quan trọng hơn là chúng ta sẽ chinh phục được môn tiếng anh xây dựng nền tảng quan trọng nhất nền tảng cơ bản nhất vững chắc nhất để chúng ta có thể chinh phục được tiếng anh một cách à, thuyết phục nhất và sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo và biến tiếng Anh trở thành công cụ để giao tiếp và công tự làm việc của chúng ta sau này. Thì đó chính là cái chương trình về uh, khóa học ôn luyện tiếng Anh này và thầy hy vọng rằng là sau khi chúng ta hoàn thành trong khóa học này thì các em sẽ uh, trở thành một người mà giỏi được tiếng Anh. Ok, uh, chúng ta sẽ bắt đầu với những cái bài học tiếp theo nhé.